Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn uh, thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh truyện. Ở à, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Bão trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Sơn Bách và cùng uh, theo dõi xem uh, cái nhân vật tôi, nhân vật nghĩa của chúng ta uh, liệu có thể cai nghiện được hay không. Uh, trước mắt là như thế. Còn uh, cuộc đời của anh ta thì còn khá là dài. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi trong uh, các tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện trưa hôm sau ông lương đến rất đúng giờ hẹn vừa dắp mặt tôi ông ta liền lôi một đống dụng cụ dùng để kiểm tra sức khỏe áp ống nghe lên ngực tôi rất lâu ông ta còn vạch mi mắt nhìn thật kỹ rồi ông ta hỏi han đủ điều chủ yếu về hiện trạng cơ thể tất nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn các phương án trả lời phù hợp với từng câu hỏi của ông ta cuối cùng ông lương kết luận cháu ạ à, tất cả người nghiện khi cai đều gặp các triệu chứng tương tự cũng may thuốc cai của bác rất tốt nên cháu không đau đớn nhiều khi bị vật thuốc ông lương quay sang bảo mẹ tôi việc cai nghiện tiến triển rất tốt chị lan ạ à, mắt mẹ lóe lên tia hy vọng giống như hôm qua ông lương lấy thuốc để tôi uống Hai người lại kiểm tra bằng cách bắt tôi há rộng mồm và họ yên tâm khóa cửa bỏ tôi trong nhà một mình. Đợi họ đi khuất, tôi lại tự điều trị bằng cách riêng của mình. Qua vài ngày, thấy tôi ngoan ngoãn, không quậy phá, mẹ bắt đầu tin tưởng tuyệt đối những viên thuốc cứt chuột của ông Lương. Ông Lương thì tuyệt đối tin tưởng tay nghề của mình, còn tôi. Biết chắc công sức của mẹ và ông Lương chỉ là công dã tràng, Trưa ngày thứ 8, ông Lương phấn phở tuyên bố. Thế là xong. Cháu Nghĩa đã hết nghiện rồi, chị Lan ạ. À. Mẹ cảm động bắt tay ông ta rất chặt. Cảm ơn anh, vô cùng cảm ơn anh. Lần đầu tiên sau 7 ngày tôi mới thấy mẹ nở nụ cười, ánh mắt mẹ mềm mại như xưa. Chất kim khí trong giọng nói đã tan biến. Mẹ chiêu mến bảo tôi. Bây giờ mẹ đi có chút việc. Con ở nhà nấu cơm chiều nhé đợi hình dáng mẹ khuất hẳn cuối con đường đầy bụi tôi ngồi thêm một lúc lâu rồi mới đứng dậy khóa cửa cái đích vẫn là xóm nhảy dù một tuần không gặp tiến trồn và hùng gấu tiêu tụy hơn trước rất nhiều chúng đang phê thuốc thằng nọ nằm gác chân lên cổ thằng kia sự hiện diện của tôi không khiến chúng vui mừng hùng gấu hé một mắt hỏi lấy lệ nghĩa đấy à lần kỳ thế tao vì bà già bắt buộc cai nghiện kết quả vẫn nghiện. Tiến trồn lim dim mắt, khẽ vén môi. Mẹ kia hấp, cái giống nghiện thì chỉ khi trôi vào áo quan mới hết nghiện. Rồi nó truyền giọng nghe thật não nùng. Cô bà ơi, cô là giống đỉa đói, cô âm thầm không nói, cô lấy khói trói tôi suốt đời. Cô bà là một cách gọi ma túy. Dên gì vừa thôi, tao đang phê, đừng làm tao mất hứng. Hôn gấu khó chịu cằn nhằn. Ai chà, Tôi nhìn chúng thèm thuồng nói, chúng mày sướng nhỉ? Sướng chó gì? Tiến trồn dài giọng than vãn. Lâu lâu vớ được mớ tiền còm ấy mà. Cái ăn cấp mặt của bọn tao sắp sửa hết thời rồi. Luôn lách tránh được công an thì đụng bảo vệ. Luôn lách tránh được bảo vệ thì đụng con mồi khôn ngoan. Chúng nó khôn lắm mẹ ạ. Lúc nào cũng giữ chặt túi quần túi áo, kể cả khi thi đấu. Chưa hết, ngoài công viên nhan nhản bọn nghiện. Hey, chó má quá. Một khúc xương, bao nhiêu là chó hoang tranh giành. Cái định xin sỏ chút thuốc của tôi Đã bị lời than vãn kia giật tắt Hai thằng bạn tôi chắc chắn không có thừa Cho tôi chấm mút Tự nhiên tôi căm hận cái ngày gặp thằng hùng gấu Và đánh bạn cùng ma túy Chính ma túy biến tôi thành con người khác Tôi trở thành kẻ nói dối tồi tệ Thành kẻ sẵn sàng đánh đổi nhân cách Lấy chút tiền cầm Thành kẻ đáng khinh trong con mắt những người quen Hùng gấu lấy đầu gối Hít khẽ tôi hỏi Sao thừa người ra thế Đang nghĩ cách kiếm tiền Mày là định đi vay đều hả? Sao mày biết? Bỏ cái kiểu ấy đi, muốn có tiền thì đi cùng bọn tao. Tao sợ bị bắt lắm. Nếu sợ thì cai đi, cai hẳn đi. Tiến trộn bĩu môi. Mày đừng nói nữa. Tôi vò đầu bứt tay. Tao dối trí lắm. Từ sáng đến giờ, chưa có tí thuốc nào vào người đây. Vật quá. Hùng gấu nhìn tôi thương hại. Ở lại đây với bọn tao. Đi kiếm tiền cùng bọn tao. <laughs> Khó đấy. Bà già để ý tao từng ly từng tí hôm nay lại dùng bái lơ là tao mới lại đi được một lát tiến trồn phải tay lia lịa về đi ở đây đéo có chỗ cho bọn bám đúng quần mẹ đâu tôi tức mình ngân cổ tao chỉ không muốn bà già thêm lo lắng thế thôi mày nói ngu như lợn nếu muốn bà già vui thì mày mò đến đây làm gì nếu còn nghiện ngập chắc chắn bà già mày sẽ buồn phiền đấy hùng gấu nói vút đuôi tiến trồn nói rất đúng tôi như một con ngựa chạy trong ngõ hẹp không thể quay đầu chúng nó nói rất đúng không bao giờ dung hòa nổi hai sự việc trái ngược hoàn toàn về bản chất. Cơn vật thuốc nhanh chóng chỉ cho tôi lối toát. Tôi gật đầu dứt khoát. Được, tao sẽ đi cùng chúng mày. Hai thằng kia sung sướng ngồi bật dậy, hung gấu nhanh nhào nói. Bọn ta mới biết một kiểu kiếm tiền, có vẻ dễ dàng mẹ. Nếu dễ thế thì tại sao chúng mày nói cho tao biết? Tôi nghi hoặc hỏi. Mày biết đấy, làm ăn thì phải có vốn, mà bọn tao lại không có. Hùng gấu vừa nói vừa ném cho tôi cái nhìn thăm dò. Mà ta hy vọng mày sẽ xoay sở được ít tiền để làm vốn. Nhiều không? Tôi hơi lo no lắng bởi trách nhiệm hai thằng kia dồn lên đôi vai tôi quá lớn. Chỉ độ 2 hoặc 3 triệu là cùng. Mẹ cha mày, số tiền đấy tao kiếm đâu ra? Mày sẽ kiếm được tiền, mày giỏi xoay sở lắm mà. Tiến trồn phỉnh một câu khiến tôi sướng nở mũi, Căng óc tính toán. Trong đầu tôi, chợt xuất hiện hình ảnh chiếc tivi màu mẹ vừa mua hôm tôi bắt đầu cai nghiện mẹ sợ tôi ở nhà buồn mã mà phát sinh tiêu cực nên gắng gượng vay tiền để mua nó giờ thì tôi khó nghĩ quá cơn vật thuốc ào ào xông tới thúc ép tôi đưa ra câu trả lời lập tức ôi oh, được rồi chuyện tiền ông cứ để tao lo tôi run run đồng ý hm, mày đúng là bạn tốt hùng gấu sung sướng vỗ vai tôi tuy nó nghiền vặt nhưng cú vỗ vai ấy vẫn mạnh ghê gớm Tôi ngã trúi mặt vào đống chăn bẩn thỉu bốc mùi khăn khẳng vì lâu ngày không giặt, vì nước rãi và vì mồ hôi lưu cữu. Tiến trồn chia ra bàn tay cáo ghét nói, Chúng mày ơi, chúng ta sẽ mãi mãi sắt cánh bên nhau nha. Hùng gấu thích chí cười vang, đập mạnh bàn tay to bè lên tay tiến trồn. Tôi rụt rè đập tay mình vào tay chúng. Một tiếng đét khô khốc vàng ra như tiếng cánh cửa hướng về nẻo thiện đóng sập tay kia tiến trồn luồn xuống chiếu, lấy ra một cục thuốc, giọng hồ hởi. Nghĩa ơi, bọn ta vẫn để phần thuốc cho mày đây, hãy vui lên đi, hơi anh bạn nhà quê mất gốc. Trương Hải Đúng, tôi đã từng 10 năm sống ở nông thôn cùng ông bà nội. Quê tôi cách thành phố chừng một giờ xe chạy. Vùng đất bán sơn địa, cái làng nhỏ đã ôm ấp tuổi thơ tôi, dựa lưng vào núi, ngoảnh mặt ra sông, thoáng trông đẹp, chàng kế một bức tranh tùy mặc. Tức cảnh sinh tình, một buổi chiều sau khi thỏa thuê ngắm nhìn non danh nước biếc, ông chủ nhiệm hợp tác xã bất tình lình trở thành tao nhân mặc khách. Nghe nói chỉ 9 phút xuất thần, ông đã hoàn thành một bài thơ chín khổ, mỗi khổ 9 câu, mỗi câu 9 chữ. Thơ ông có đủ cỏ cây hoa lá, ông bay bướm lượn. Kỳ diệu bộ chỗ là câu thơ nào cũng âm áp sự no đủ của người nông dân, Thời đó mỗi khi nghe bọn trẻ trâu ngâm nga bài thơ ngoài đồng, bà con giáo viên lại ứa nước mắt nhớ tới cái hòm thóc sắp gạt, nghĩ tới ngày gạt còn xa và cúi đầu bái phục trí tưởng tượng của ông chủ nhiệm hợp tác xã. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố tôi ngán ngẩm cuộc sống chân lấm tay bùn. Bố chuyên tâm học hành, ngày lên thành phố học đại học cũng là ngày bố chính thức thoát ly khỏi cuộc sống nông thôn nghèo khó. Bố thề là sẽ bám thành phố đến cùng. Năm cuối đại học, bố ốm nặng phải nằm viện, nét đẹp sắc sảo của cô y tá đã hút hồn bố đợt điều trị kết thúc cũng là lúc này nở một tình yêu lễ cưới của bố và cô y tá được tổ chức một cách giản dị thời bao cấp cô y tá đó là mẹ tôi trong vòng 4 năm mẹ lần lượt hai lần sinh nở chị gái tôi và tôi ngày tôi đầy năm cũng là ngày bố phải đi công tác dài hạn ở một tỉnh phía nam sau vài đêm tính toán cân nhắc bố bà mẹ em không thể một nách hai con lại đeo bóng thêm công việc ở bệnh viện phải gửi một đứa về quê nhờ ông bà nội nuôi giúp mẹ lưỡng lự gửi đứa nào đây anh? Bố ôn tồn, thằng nghĩa là cháu đích tôn của ông bà. Gửi nó về quê là hợp tình hợp lý. Tôi hoảng hốt cắn chặt bố mẹ. Một tiếng sữa vật thẳng vào họng. Chào ôi, sữa mẹ lúc nào cũng thơm ngon. Mẹ nhăn mặt phát khẽ mông tôi. Mới nứt mắt mà đã thích cắn mẹ. Lớn lên hẳn mày sẽ làm khổ mẹ thôi con ơi. Mẹ không ngờ lời nói vu vơ ấy lại mang đậm tính dự báo. Bà nội săn sóc tôi từng ly từng tí, như người sành điệu chăm chút chậu cây cảnh đất tiền, tối nào bà cũng mang đèn dầu vào bàn tôi. Đôi mắt bà kèm nhèm, lùng tìm từng con mũi. Bà cũng không cho tôi mó tay vào bất cứ việc gì. Bà sợ tôi mệt rồi sinh ốm đau. Ông nội không đồng tình với bà việc bà chiều chuộng tôi. Năm tôi lên tám, ông nhận của hợp tác một con trâu mập cho tôi chăn. Bà nội cự lại quyết liệt. Tôi không đành lòng nhìn nó lê la chăn trâu ngoài đồng. Ông mang trả con trâu cho hợp tác đi. Ông nội thở dài, Ơi, phải tập cho nó lao động từ nhỏ. Chân trâu là công việc thích hợp với trẻ con. Bà nội dài giọng, gơn bầm cứ khéo đo. Sau này nó phải về thành phố với bố nó. trên này lấy đâu ra ruộng để cày, lấy đầu ra trâu để chăn. Rồi bà ôm tôi vào lòng dù gì. Còn nhớ, phải học thật giỏi. Nghĩa nhá, học giỏi để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bụi để kiếm được công việc nhàn hạ. Mười lần như một, mỗi khi hai bà cháu trộm đầu tiếng tít trong chuyện, bà nội lại dơ ra trước mặt tôi một tấm ảnh cỡ lớn. Trong ảnh có một cặp vợ chồng cười tươi roi rói, có một đứa bé gái mắt đen lay đáy hạt nhãn, còn một đứa trẻ sơ sinh đang nhắm mắt ngủ khì, có thể nhận biết giới tính thông qua cục thịt thay nảy giữa háng. Tấm ảnh ghi lại giây phút dạ ngời hạnh phúc của một gia đình. Mỗi năm mẹ về quê thăm ông bà nội, thăm tôi vài ba lần, nhưng lần nào mẹ cũng vội vội vàng vàng như đi xin lửa. Ôm ấp âu yếm tôi được một lúc, mẹ viên ra cả lô lý do để về thành phố. Đại loại, công việc của con bận rộn lắm, con xin phép ông bà con về. Hoặc là, con bé hả chỉ gửi người ta được đến chiều, con không ở lại qua đêm được, ông bà. Vân vân và vân vân. Những động tác cuối cùng của mẹ là cúi xuống hôn và má tôi và ngẩng lên rúi tiền vào tay bà. Vài năm tôi mới được gặp bố một lần. Những ngày đó nắng như tươi hơn, gió như mát hơn. Ban đêm bố thường xoan lưng cho tôi ngon giấc. Ban ngày, bố thường kiệu tôi trên vai, dạo chơi khắp làng. Tôi hãnh diện nhìn mọi người, bố tôi đấy, bố tôi về thăm tôi đấy. Ngày vui ngắn chẳng tay gang bố tôi lại tiễn biệt. Thậm chí ông nội mất, bố cũng không thể về chịu tang. Tôi buồn một thì bà buồn mười. Đành rằng kiếp người sinh lắm bệnh tử. Nhưng việc người bạn đời mấy chục năm vĩnh viễn ra đi khiến bà suy sụp. Cả tháng trời bà vật vờ trong nhà như một cái bóng, ngày không tiết ăn đêm không tiết ngủ nếu không lấy tôi làm chỗ dựa tinh thần Hàn bà đã khuỵu ngã tôi và bà thoát biến thành đôi mặt tâm giao khi tôi học xong cấp một thì bố cũng hết hạn công tác trở về đoàn tụ cùng gia đình chỗ dựa tinh thần phải rời xa bà nội lên thành phố giây phút chia ly đầy cảm xúc bà ngồi thẫn thờ như người mất hồn ánh mắt bà chơi vơi trong nắng tôi vùng khỏi bố mẹ nhào tới ôm chặt lấy bà nhất định không rời tôi khóc Tôi muốn thổ lộ với bà nhiều điều mà không thể làm sao thốt ra lời với một cái miệng đầy nước. Lạ chưa, mắt bà cạn giáo, bà nhẹ nhàng gỡ tay tôi nghẹn nghẹn. Còn để trên đấy phải ngoan ngoãn, phải chăm học, nghỉ hè, nhớ về chơi với bà, con nhá. Vâng, hè năm nào tôi cũng về quê với bà đủ ba tháng. Mỗi lần về tôi thấy cảnh vật chẳng hề đổi khác, vẫn khu vườn rậm rạp cỏ, vẫn những cái cây gầy guộc không chịu lớn. Trong nhà, mạng nhện trăng đầy các góc, dưới gầm giường tràn ngập bụi. Bà nội ngồi im lìm như một pho tượng. Duy chỉ có mái tóc bà mỗi năm một trắng. Lưng bà mỗi năm mỗi cổng. Hai bà cháu tôi ôm nhau, căn nhà đầy ấp tiếng cười. Chuyện bố mẹ tôi chia tay khiến bà nội vô cùng phiền muộn. Bà nghĩ ngợi nhiều đến nỗi sinh bệnh. Mọi thứ thuốc đều vô tác dụng. Lúc bà hấp hối, cả nhà tôi đều có mặt đông đủ bà không thèm nhìn mặt bố mẹ tôi bà nắm tay tôi và chị hà than vãn ai oán ơi tội nghiệp chúng mày bố mẹ bỏ nhau thì đời chúng mày sẽ khổ lắm đây rồi bà lặng lặng nhắm mắt bà đã không còn nghe thấy những tiếng khóc dành cho mình tôi không phải là đứa có tính cách quảng giao suốt quãng tuổi ấu thơ dẫu trẻ con đầy nàng nhưng tôi chỉ loanh quanh chơi với bà ba đứa trẻ trong hàng xóm. Phía trước nhà ông bà nội cách một khoảng vườn là nhà ông Dư, chủ nhiệm hợp tác xã. Ngoài 9 phút tâm hồn bay bổng, còn trong cuộc sống thường ngày ông Dư là con người thực tế. Chả thế mà chỉ vài năm làm chủ nhiệm hợp tác xã, ông Dư đã thu vén được một cơ ngơi kha khá. Ngôi nhà kẻ truyền năm gian của ông cứ hè đến là nuốt hết những cơn gió đông nam của tôi. Ông Dư có một thằng con trai bằng tuổi tôi tên là Giật, ở quê thường thế, những cái tên của các thành viên trong gia đình khi ghép với nhau luôn mang một ý nghĩa nhất định thằng gia tơ hưởng cái bóc dáng to cao từ bố và kết nết thật thà của mẹ một người đàn bà suốt ngày tụng kinh gõ mõ ít khi ló mặt ra khỏi nhà bên hông nhà ông bà nội là ông Thuấn say một gia đình nghèo ăn xong bữa trưa chạy gạo bữa tối sự nghèo khó này bắt nguồn từ tật nghiện rượu của ông chủ gia đình ông ta thường bắt vợ con mang thóc lúa đi đổi rượu không được đáp ứng là ông ta thượng càng chân, hạ càng tay với vợ, chửi bới con cái om sòm. Người ông ta lúc nào cũng lào đảo, hơi thở sặc sụa mùi rượu. Bà nội kể dạo trước, ông Thuấn khỏe mạnh, lại chịu khó làm lộn nhất làng. Ngày vợ đẻ con bé Hồng, ông Thuấn cười Khanh khách mà rằng, ruộng sâu trâu đái, không bằng con gái đầu lòng. Năm sau vợ sinh tiếp con bé Cúc, ông Thuấn vẫn cười. Tuy cái cười có phần hơi ỉu, ông Thuấn luôn khao khát có một thằng con trai. Những năm sau, vợ ông sòn sòn đẻ thêm hai đứa. Thật buồn lại con gái. Ông Thuấn hoang mang đi lên quán. Ông chấn tĩnh bằng một cốc rượu thật to. Hình như khi say, người ta thường nói thật. Ông Thuấn lêu siêu trên đường làng, lè nhè tuyên bố sẽ bắt vợ đẻ bằng được một thằng con trai, kể cả phải đẻ đến quả trứng cuối cùng. Cánh đàn ông liền vỗ tay rào rào tán thưởng. Cánh đàn bà rúc rít cười rung nón, chỉ tội cho cô tuyên truyền viên sinh để kế hoạch tình cờ đi ngang. Nhìn về mặt vô cùng nghiêm túc của ông Thuấn lúc phát ngôn, cô sợ vai đái, phải nhảy vội vào bụi tre gần đó, cướp cả chỗ nghỉ của con trâu mộng vừa xong buổi cày. Đầu óc hù lậu, tư tưởng chậm tiến, ai mà cũng như ông ta thì còn gì là thi đua. Còn gì là thành tích nữa. Cô lên lén tìm gặp riêng và ông Thuấn, chân cô hơi tập tĩnh gai tre có tiếng là nhọn, đinh mơ hôm sau hai cái dáng đàn bà rời nàng trên hai chiếc xe đạp bộ dạng như thám báo tin tức mật bị dò dỉ ông thốn gần như chết đứng khi biết vợ mình đã triệt sản thỉnh thoảng ông lê la cả bồi ngoài quán rượu môi nhắm là sự cay đắng của một người đàn ông bế tắc trong việc duy trì nòi giống vẫn theo lời bà nội kể Chủ quán rượu tên Thuồng Chó chính là người dày công huấn luyện ông Thuấn từ chỗ chỉ nhấm nháp được một hai chén trở thành một kẻ nghiện rượu. Thuồng Chó là kẻ chuyên mất trộm chó trong làng. Anh ta rất giỏi, chỉ bắt chó bằng tay không. Nghe nói Thuồng Chó có mối thâm thù đại hận với loài chó. Ngày mới biết bỏ, một hôm mẹ đi làm đồng vắng. Thuồng ta đói quá xà vào tranh bú với đàn chó con mới đẻ. Con chó mẹ lộn ruột đớp cho thủ một cú. Thuồng may mắn không chết nhưng vết sẹo lớn bằng bàn tay trên đỉnh đầu không thể mọc được tóc nỗi uất hận lên đến đỉnh điểm và năm con tim thuồng có những rung động đầu đời khổ nỗi cái sẹo lớn trên đầu thuồng cứ nóng sau bởi những ánh mắt giễu cợt của các cô gái thuồng đánh nét mình bên chai rượu tính khí trở nên cục cằn thời gian lê lết theo những cơn say một đêm tỉnh rượu thuồng thọc tay xuống đũng quần và cay đắng nhận ra mình là một thằng đàn ông đành phải lấy vợ một cô gái vừa xấu vừa đen vừa lớn tuổi hiển nhiên là quá lứa men rượu thường mách bảo cho kẻ vũ phu những gì cần phải làm vợ thường chó vì quá sợ đòn chồng đã trốn biệt tam biệt tích chỉ sau hai năm chung sống bỏ lại thằng con trai gầy đét như que củi cháy dở nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã thường chó và tuấn say trở thành đôi bạn tri kỷ tâm giao bên trai rượu câu chuyện của đôi bạn này chỉ xoay quanh chủ đề dạy vợ dù thua thuốn say gần chục tuổi, nhưng tuồng chó lại phong phú kinh nghiệm và kỹ năng hành hạ vợ. Tuấn say là một học trò xuất sắc có khả năng tiết thu nhanh. Học đi đôi với hành. Ngay tối hôm ấy, nhà Tuấn say ở Mỹ tiếng trời bới. Năm mẹ con chạy tung tóe nháo nhác như gà gặp cáo. Người mẹ mặt tím bầm, tập trung bày con lại, dẫn sang ngủ nhờ nhà hàng xóm. Một mình Tuấn say ở lại căn nhà sập sệ trống vắng, tha hồ ngâm mình trong men rượu để chiêm nghiệm cái gọi là nối dõi tông đường tuy gia cảnh có nhiều khác biệt nhưng tôi thằng giật và hồng lại vô cùng thân thiết chúng tôi chơi đùa với nhau mà không hề phân biệt giới tính hồng thường rủ tôi và thằng giật cùng nhảy dây chơi truyền hồng cũng giỏi chơi bi đánh đáo chẳng kém gì hai thằng tôi chúng tôi càng gắn bó hơn khi được học chung một lớp con đường đất dẫn đến trường mịn màng in dấu chân cả ba đứa Tình bạn của chúng tôi êm đềm trôi trong hương đồng gió nội. Năm lên 10 tuổi, một chiều hè chúng tôi rủ nhau tắm sông. Khi lên bờ, cả ba bộ quần áo mỏng đều dính bết vào cơ thể. Tình cờ tôi và thằng giật đều nhận ra Hồng không có những cái mà chúng tôi có. Hồng xấu hổ ôm mặt bỏ chạy. Hồng cũng chợt nhận ra điều đó. Mười năm lớn lên bên nhau, chỉ một lần tôi và thằng giật xảy ra xung đột tính hích kỷ trẻ con, cả tôi và nó đều nhận Hồng quý mến mình hơn. Để phân thắng thua, chúng tôi tranh cãi kịch liệt. Tất nhiên là tranh cãi miệng, không thể ngã ngũ. Chúng tôi bèn chuyển sang bảo vệ quan điểm bằng nắm đấm. Thằng giật khỏe hơn để tôi ra đất đấm túi bụi. Bỗng nhiên, Hồng xuất hiện như một tiên thần che chắn cho tôi. Quả đấm của thằng giật lạc đúng miệng Hồng. Máu, nước mắt, thằng giật sững chờ, buông xuôi tay phần thắng cuối cùng thuộc về tôi. Thằng giật đi sau cúi đầu ôm cả ba chiếc cặp. Ông bảo vệ trường làng mê đọc truyện kiếm hiệp nhìn theo lầm bẩm Trông cơ như một cặp thanh mai trúc mã. Tôi chắc mầm, đó là một lời khen. Rồi thành phố cướp mất tôi. Hai đứa bạn ngần ngơ, nhung nhớ. Chỉ khi hè về chúng tôi mới có dịp hân hoan hội ngộ nhớ sao là nhớ những bóng dâm che phủ ba mái đầu những tiên nắng nhảy nhót đùa nghịch trên ba mái tóc cứ cách một năm tôi thấy hai đứa bạn tôi thay đổi nhất là hồng mái tóc hồng dài hơn mượt mà hơn đến cả những nút vá trên quần áo hồng cũng ngay ngắn hơn thằng giật thì đổi ước mơ xoành xoạch có lúc nó muốn làm kỹ sư nông nghiệp có lúc muốn thế chân bố làm chủ nhiệm hợp tác xã lần gần nhất nó khăng khăng sẽ đi làm công an bắt cướp Bà nội mất. Tôi đau buồn tâm can không buồn nhấc tay động chân. Hai đứa chúng nó cũng xin đội khăn tang. Trên đường đưa bà ra đồng, chúng khóc. Sau tang lễ bà, nhờ có chúng luôn ở bên an ủi, tâm hồn tôi mới bớt cô quạnh. Rồi chúng động viên tôi về thành phố. Năm học cuối cấp 3 sắp bắt đầu. Buổi tối hôm chia tay, Hồng đến ná ngồi trò chuyện với tôi đến khuya. Bất ngờ Hồng nhìn thẳng vào tôi. Nghĩa này, hàng năm Nghĩa có còn về quê không? tôi buồn bã nhìn lên ảnh bà bà mất rồi chắc là vài năm mình mới về quê một lần hồng nhẹ bước ra ngoài hơi thở hồng dài như gió sáng hôm sau cả hai đứa tiễn tôi ra tận bến xe ngoài thị trấn thằng giật khua khoáng tay chào tạm biệt hồng lặng lẽ đứng như chôn chân mái tóc đen dày tung bay trong gió đồng thơm ngát hai bóng hình thân thương lùi xa dần tôi bồi hồi ngoảnh lại nhìn hồng đã mười bảy và đôi mắt hồng long lanh nước 3 Chiếc xe khách nào vùn vút về phương Nam. Qua lớp kính chắn gió tôi tưởng tượng cánh đồng lúa kia như những đợt sóng lớn màu vàng đổ dồn dập vào mặt và chiếc xe khách như con thuyền nhỏ lê nổi giữa biển vàng bát ngát. Thực tế một trong những thứ tôi ghét nhất chính là xe khách. Nhưng hôm nay tôi buộc phải có mặt trên chuyến xe này, ngồi ở hàng ghế cuối là chỗ tồi tệ nhất. Đừng nhợi nhiều ổ gà, sóc như bị người khác tóm tóc lôi lên rồi ấn xuống khiến hai mông đít tôi đau nhừ Bất chấp điều đó, hùng gấu vẫn ngáy khò khò bên cạnh, tiến trồn hoạt bắt nhất nên kiếm được chỗ ngồi khá tốt, ngay hàng ghế đầu. Nó cũng liềm dìm mắt ngủ gà ngủ gật. Tình toàn lúc xe vào ổ gà, người nó nảy mạnh một cái, mi mắt nó bật mở, ánh mắt nó lượn vòng quanh các hàng ghế, rồi tắt ngấm. hành khách đủ mọi thành phần, từ mấy anh bộ đội trẻ mang trà phép, sinh viên về thăm nhà, đến học sinh vừa qua kỳ thi đại học đang trên đường về quê đông nhất vẫn là những người buôn chuyến. Mặc cho gió lùa lồng lộng, cái nóng mùa hè vẫn xuyên qua lớp trần thép, hành hạ mấy chục con người. Một số người cố ngủ để giết thời gian, số kia quay ra tán gẫu. Họ nói đủ thứ chuyện thành phố mà nhiều nhất là so sánh giá giữa thành phố, phố xá và nông thôn. Hai người đàn ông ngồi cạnh cứ gì dầm trò chuyện khiến chúng tôi không tài nào chợp mắt. Chỉ cần nhìn bộ quần áo bạc màu, dáng người khắc khổ lam lũ và những cái móng chân vàng khè nhốm màu bùn thì đã biết họ là nông dân. Cả hai ông nông dân đua nhau kêu ca than vãn. Một ông nói hiệp quá bác ạ, à. giá cả sinh hoạt trên thành phố đất đỏ quá. Tôi dẫn thằng con đi thi đại học, số tiền bán gần tấn thóc chỉ đủ hai bố con chi tiêu rẻ rẻ trong một tuần. Người kia dên gì không kém Tôi thì khác gì bác, nông dân cả mà tôi phải bán con trâu cày lấy tiền cho con đi thi mong sao nó đỗ đạt để tôi được hãnh diện với họ hàng với xóm giềng hai cậu con trai ngồi hóng chuyện hai ông bố thái độ nửa chân hãnh diện nửa lo âu Ghê gớm chưa gần hai mươi tuổi đầu chúng nó phải gánh trách nhiệm làm dạng dỡ một gia đình thậm chí cả một dòng họ chán nghe những lời lẽ não ruột của hai ông nông dân ánh mắt tôi vất qua mấy hàng tre phía trước Tới chỗ mấy anh lính vừa trụng đầu xem báo vừa cười khúc khích, họ mang nét mặt vô tư lự, chỉ thấy ở những người được nhà nước chu cấp từ cái ăn đến cái mặt. Dòng người phù xe ông Hồng cất đứt mọi câu chuyện, đánh thức cả những người say sưa ngủ. Nào bà con ơi, cho nhà xe xin tiền vé. Anh Tân lần mò tận từng hàng ghế, nhoay nhoay thu tiền. Xong việc anh ta lên trở lại chỗ cũ, lờ đã ngắm cảnh vật bên ngoài. Chờ tài xế đạp mạnh phanh xe, Toàn bộ hành khách đổ dồn lên phía trước theo quán tính. Vài người ngủ gật va đầu vào thành ghế lầu bầu trời tục. Anh chàng phụ xe nghền cổ nhìn rồi nói Thêm một khách đi xe. Sự xuất hiện của người khách mới gây cho chúng tôi một ấn tượng đặc biệt. Giữa mùa hè oi ả anh ta diện bộ công lê thắt ca vát cẩn thận. Trong anh ta bảnh bao như một doanh nhân trẻ thành đạt. Mọi người đều nhìn ngắm anh ta. Họ kháo nhau. Xe khách rõ thật trội. Sao anh ta cứ cố leo lên nhỉ? không kéo nhậu bộ quần áo đẹp thì phí quá. Hết chỗ ngồi, anh chàng bánh bao lần mò về cuối xe, miệng nói không ngừng. Dạ phiền bác cho cháu đi nhậu một tí, cảm ơn bác. Cô ơi, né người một chút, được rồi, cháu cảm ơn cô ạ. Em trai ơi, nhấc bàn chân lên để anh lấy chỗ ngồi, cảm ơn em nhé. Được nghe những lời ngọt ngào lễ phép, ai cũng vui vẻ nhường nhịn. Ngồi chưa ấm chỗ, anh chàng bánh bao lại cất giọng mượt như nhung. Kính thưa quý khách gần xa, với mong muốn mọi người chút hết mệt mỏi bởi chặng đường dài và cũng là đầy dứt thời gian, tôi xin mời ra một trò vui chơi có thưởng mời mọi người cùng tham gia nói đoạn anh ta nhìn quanh mấy lượt như dò xét thái độ của từng hành khách không khí ngột ngạt bỗng chốc nhốn nháo mọi người nhao nhao quay nhìn anh ta rồi háo hức nhìn nhau anh chàng bành bao thong thả mở chiếc tập ra lấy ra ba quân bài túng lơ khơ lúc này chiếc tập ra biến thành mặt bàn phẳng phiu anh ta ngửa ba quân bài nói thưa quý khách hẳn mọi người nhìn rõ màu sắc ba quân bài hai quân bài màu đen và một quân màu đỏ mấy chục cặp mắt ngấm ngầm đồng ý họ sốt ruột đợi anh chàng kia chỉ dẫn cách chơi thế này nhé tố ba bà quân bài xuống cặp và đào đi đào lại vừa nói tay anh ta thoăn thắt di chuyển vị trí ba bà quân bài hai bàn tay anh ta mới mềm mại làm sao nhanh nhẹn làm sao ba bà quân bài ngoan ngoãn tuân theo hai bàn tay ấy lúc chạy ngoắt quéo chữ chi lúc chạy vòng số tám lúc nhanh lúc chậm rồi dừng lại dàn hàng ngang trước mặt khách hàng bác dì ơi bác cho cháu biết đâu là quân bài màu đỏ anh ta chỉ người đàn ông ngồi bên cạnh cất giọng thách đố ông này cười khì khì chỉ ngón tay vào quân bài nằm giữa dễ ợt đây chứ đâu anh chàng bánh bao lật phát quân bài giọng thán phục bác thật tinh mắt rồi anh ta úp mặt ba quân bài xuống từ hiện động tác cũ anh ta vừa ngừng tay cậu học sinh chỉ quân bài gần mình nói nó nằm đây này cậu ta quay sang bố vui vẻ nói tưởng cho gì khó lắm hóa ra cũng dễ thôi bố nhỉ anh chàng bảnh bao trố mắt ngạc nhiên trời đất ơi bố đã giỏi con cũng chẳng kém đằng hắng mấy cái anh ta tiếp tục nói đấy trò chơi rất đơn giản khi tôi đảo bài xong ai đặt tiền trúng quân đỏ số tiền sẽ tăng lên gấp đôi rồi đặt trúng quân đen thì mất trắng nghe vậy đám người đang háo hức vội rụt tay về như đỉa phải vôi thế ra là phải đặt tiền mới có thưởng sao vâng ạ à, đám đông làng tránh dần không chú ý đến anh ta nữa mặc lòng Hai bàn tay anh ta vẫn thoan thoát đào bài, miệng ra giả mời gọi. Chơi đi bà con, dễ chơi, dễ trúng, dễ kiếm tiền. Máu ăn tua nổi lên, tôi xà xuống. Này, ông anh, tôi sẽ chơi. Thằng em đặt bao nhiêu tiền? Anh ta mừng rỡ của anh phát sang tôi. Một trăm nghìn, được chứ? Không thành vấn đề. Một tay tôi móc túi lấy tiền, tay kia lật bài, anh chàng bành bao thản như nói. Quân bài đỏ đấy, thằng em thật may mắn, chơi nữa không? Có. Tôi trả lời và vứt tuẹt 200 nghìn xuống sàn xe. Lại quân đỏ. Anh ta nhăn mặt nói rồi lấy tiền trả đủ cho tôi. Tiến trồn và hung gấu đã tỉnh ngủ. Chúng len tới bên tôi. Tranh nhau nói. Tôi chơi vậy? Tôi cũng chơi. Ván bài thứ ba. Tôi tiến trồn và hùng gấu lại tiếp tục đoán chúng. Hành khách nhìn anh chàng bảnh bao nhăn nhó trả tiền bằng con mắt nửa thương hại, nửa thèm thuồng. Chúng tôi tiếp tục chơi ván thứ tư. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào ván bài, ngoài trừ tài xế và người phụ xe. Đợi chúng tôi đặt tiền xong, anh ta liền nóng nảy lật phát quân bài lên. Lại đỏ. À, toàn bộ hành khách rú to lên. Anh chàng mảnh bao bực bội, tháo tuột còm lê cà vát, mồ hôi đậm ướt lưng áo sơ mi trắng. Nếu ai để ý, hẳn sẽ thấy rõ những hình xăm mờ mờ sau lớp áo, nhưng họ vẫn mải mê nhìn xếp tiền trên tay tôi. Hùng gấu và tiến trồn thì làm sao nhìn thấy thứ gì khác. Ngay cả những cơn gió trời vốn bàng quan với cuộc sống loài người cũng len lỏi vào trong xe, vút về, trìu mến, khiến những tờ giấy bạc rung rinh cảm động. Hầu hết hành khách đều mang tâm trạng giống nhau. Họ đấu tranh tư tưởng giữa chơi và không chơi. Vài bàn tay đã lần xuống túi quần một cách vô thức. Anh chàng bành bao vẫn đào bài, Hình như nói quá nhiều nên anh ta mệt mỏi. Bàn tay không còn nhanh nhẹn như trước, giọng nói cũng chậm rãi. Đen đổi quá, đen đổi quá, loáng cái mất mấy tạ thóc rồi. Nghe vậy hai ông trung niên vừa nãy nói chuyện bán trâu bán tóc, ngưng dù gì với con, hấp hai mắt theo dõi đường đi của mấy quân bài, dường như không nhịn nổi một ông ruột rè lên tiếng. Này anh ơi, tôi chỉ còn vài nghìn lẻ chơi được không? Ngoài trừ tiền âm phủ, anh ta trả lời gọn lỏn Ô, hay quá, tôi đặt theo cậu thanh niên may mắn này. Ông ta vừa nói vừa ném mấy tờ tiền lại nhau nhĩ cạnh số tiền của tôi. Tiến trồn về lưỡng lự. Tôi thì nghĩ đây là quân đỏ. Nó đặt tiền cho lá bài bên trái. Hùng gấu đặt tiền xuống lá bài còn lại quả quyết. Tôi nghĩ đây mới là quân bài đỏ. Kết quả, tôi giành phần thắng. Người đàn ông trung niên gieo to như trẻ con được tặng quà. Ông kia bắt tay người bạn mới quen miệng, chúc mừng dối rít Hai cậu con trai ôm chầm lấy nhau nhảy cao tới mức va đầu lên trần xe đánh cốp mà chẳng thấy đau. Đến lúc này không khí trong xe ồn ào như chợ vỡ, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ. Đấy tôi đã đoán trúng mà, không dám đặt tiền thôi. Dễ trúng thật, dễ trúng quá, lẽ ra tôi phải chơi ván bài vừa rồi. Thì chơi đi, đã muộn đâu, nói nhiều thì tổ tốn nước bọt. Cả xe cùng chơi nhá, nếu thua coi như nhịn bữa cơm trưa vậy. Họ khuyến khích nhau. Thế là tiếng mở ví rào rào, tiếng rút tiền sột soạt. Tất cả anh khách háo hức lao vào trò chơi đỏ đen với một tinh thần phấn chấn. Tài xế vẫn tập trung vào tay lái, phụ xe thở ơ nhìn khách rồi ngoác miệng ngáp dài. Anh chàng bành bao hoạt bắt hẳn lên, hai mặt tay lại đào bài thoan thoát. Đường đi đắt léo của mấy quân bài khiến người chơi hoa mắt chóng mặt. Người đoán thế này, kẻ đoán thế kia. Sau cùng cũng có người đoán trúng, kẻ thua nhăn nhó suýt xoa cho sự không may. Họ móc tiền chơi ván bài mới hòng gỡ gạc. Người thắng cười nói hì hạ và dĩ nhiên chơi tiếp những mong tiền bạc thêm sinh sôi. Quân bài màu đỏ như bị ma ám, lúc nằm bên trái, lúc nằm bên phải, lúc luồn vào giữa nằm im thiên thiết, đánh đố chi phán đoán của người chơi. Ngay cả anh chàng bành bao cũng bất ngờ. Anh ta nhằm hai lòng bàn tay, nhổ một bãi nước bọt to tướng, xoa thật lâu, miệng cằn nhằn. Hôm nay là ngày gì mà mình thua nhiều thế nhỉ? Anh ta ngẩng lên lặp lại cái điệp khúc. "Bà con chơi tiếp đi, dễ chơi, dễ trúng, dễ kiếm tiền." Chẳng đời anh ta thúc giục, tiền vẫn dài xuống đều. Có một sự thay đổi rõ rệt, những đồng tiền lẻ hoàn toàn biến mất, Nhưng chỗ cho những tờ bạc mệnh giá lớn hơn. Sắc mặt hành khách biến đổi như màu tiền giấy, hết đỏ lại xanh, hết xanh lại đỏ, và kẻ thua nhiều nhất chính là kẻ khơi mào trò chơi anh ta không còn nói năng lễ phép mà luôn miệng văng tục. Lời trời tục tỷ lệ thuận theo số tiền chi trả tăng vọt. Tôi tiến trồn hùng gấu thắng tiền khá nhiều. Số hành khách kia được thua không đáng kể. Vì vậy họ cho nhiều tiền hơn, bảo tay hơn, những mong thắng to như chúng tôi. Anh chàng mảnh bao cay cú lộn trái túi quần áo, tất cả đều nhãn nhụi. Dù vậy anh ta vẫn khích bác người chơi. Nào, bà con cô bác, hãy chơi thật nhiều tiền mới mong thắng lớn chứ kẻo thằng này xuống xe là hết cơ hội kiếm tiền đấy. Tiến trồn nghi ngờ hỏi, ông anh còn tiền không? Thiếu đế gì tiền? Anh ta văng tục rồi hé miệng cặp để lộ vài sấp tiền mạnh giá lớn. Từng này đủ chưa? Được, chơi tiếp. Tiến trồn dục chơi tiếp, chơi tiếp. Toàn bộ người chơi nhao nhao phụ họa. Ba quân bài chạy vài vòng rồi nằm im lềm như ba xác chết. Tôi chưa vừa đặt tiền nói. Tốt hết Là anh móc sẵn tiền ra tôi mới chơi Thằng em sợ anh mà anh quệt hả Đúng thế Anh mà thua thì đằng em cứ tự nhiên mở cặp mà lấy tiền Tôi chẳng dạy Nhớ anh hô vu là ăn cướp Thì tôi đi tù oan à Mọi người đồng thanh hưởng ứng Đúng đấy đúng đấy lấy tiền ra thì chơi tiếp Được Tôi đặt ba quân mài xuống sàn xe Rồi sẽ lấy tiền nhé Đồng ý Người chơi gạo to nắp cặp bật mở, dựng đứng, ngăn cản tầm mắt anh ta nhìn mấy quân bài. Là đứa danh ma tiến trồn khẽ lật một quân bài rồi lại úp xuống. Động tác nó nhanh đến mấy, thì mọi người đều trông rõ màu đỏ của quân bài. Tất nhiên chẳng ai chịu lật tẩy trò man trá. Tội nghiệp anh chàng mảnh bao chẳng hay biết gì. Cầm mấy sớp tiền ném lên trên cặp. Anh ta ngạ mạn tuyên bố. Chừng này tiền là đủ nha. Mọi người với ý chưa? Rồi, Tôi và Tiến Trồn và Hùng Gấu gào to, những người khác cũng gào lên. Tiến Trồn lấy chân dẫm lên quân bài mà mọi người đều biết là màu đỏ, tay rút tiền dài xuống. Tay rút tiền dài xuống. Ai ai cũng tâm niệm, đây là ván bài cuối cùng nên phải chơi thật to. Họ nhún nháo như tranh giành mối lợi từ trên trời rơi xuống. Cho tôi chơi với, tôi nữa tôi nữa, tôi cũng muốn chơi. Vài người luống cuống chưa lấy được tiền khỏi túi, gắt nhạc suy si ngậu. Từ từ đừng cứ mở vội, để tôi kịp lấy tiền ra đó nào. Hai ông bán trâu, bán tóc là những người hưởng ứng tích cực nhất. Một ông thoát bụng luồn tay qua cặp quần móc tiền ở túi trong. Ông kia vội vã bứt tung khuy quần dài lấy tiền giấu kỹ trong túi quần lót. Chiếc quần dài tụt xuống mắt cá chân nhưng ông ta không vội kéo lên. Ông ta chắc mẩm sẽ gom số tiền lớn mà cất luôn một thể. Có người không sẵn tiền mặt nhưng tiếc ván bài chắc ăn bên này nỉ. Đồng hồ chơi được không? Nhấn vàng đạt được chưa? Ai có đề nghị gì anh kia cũng đồng ý. Cái đầu anh ta gật mãi như đầu con ngan. Tất cả người chơi đều được thỏa mãn ước muốn. Họ tin chắc rằng người khôn sẽ chiến thắng và kẻ ngu sẽ thua cuộc. Xong ván bài, họ sẽ cười vào mũi kẻ ngu ngốc. Vinh dự lần bài thuộc về tiến trồn. Trước đống tiền hỗn độn, đồng hồ và nhẫn vàng vứt trọng trơ, bàn tay nó bỗng run rẩy. Lật bài chứ, ván bài chắc ăn đến 100% cơ mà. Mọi người nhìn nó động viên. Anh chàng bành bao ngạc nhiên dục chàng em ơi lật bài nhanh lên nào mọi người đang đợi cái kia kìa Tiến trồn nhắm chặt hai mắt hít một hơi thật dài như để xốc lại tinh thần bàn tay mò mẫm sờ mó quân bài như người mù tìm đồ vật đánh rơi tóm đúng quân bài nó vung tay lật mạnh thắng rồi thắng rồi anh chàng mảnh bao phấn khích kêu to quân bài đen trên xe khách vang lên nhiều tiếng rú thảng thốt vài người không thể tin vào mắt mình đưa tay dụi lấy dụi để Họ quá đối ngạc nhiên. Vừa nãy, rõ ràng màu đỏ giờ biến thành màu đen. Tôi trông thấy vô số ánh mắt thất thần, vô số cái miệng há hốc và vô số bàn tay nắm chặt. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót thương khó lý giải. Trong lúc mọi người chưa hết bàng hoàng sừng sốt, thì anh chàng bành bao nhanh nhẹn bơ sạch tiền nong đồ vật nhét hết vào trong cái cặp mở nắp sẵn. Động tác thành thục cho thấy anh ta đã thực hiện công việc này rất nhiều lần Đến dìa một thị trấn cách thành phố chừng 50 km, chiếc xe theo yêu cầu của khách liền phanh một cú tránh đường. Anh chàng mạnh bao vụ khỏi xe như chim cắt bồ nhào. Anh chàng mạnh bao trên chuyến xe khách hôm ấy tên là Huy Giảo Mỏ, một gắt tờ bạc bịp nổi tiếng cư trú tại xóm liều. Chính Huy Giảo Mỏ đề nghị chúng tôi cộng tác trong việc lừa đảo khách hàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là khiêu khích khơi dậy sự tham lam tiềm mẩn cố hữu trong lòng mỗi hành khách cuộc sống sa đọa lôi chúng tôi đi từ ngày này sang tháng khác ban ngày chúng tôi rong rủi trên mọi nẻo đường buổi tối chúng tôi la cả quán xá ném hết số tiền mà ban ngày kiếm được qua cửa sổ phương châm sống của chúng tôi hết sức đơn giản chỉ cần biết hôm nay không cần biết ngày mai tiền kiếm được nhiều đến nỗi chúng tôi chơi ma túy thỏa thuê liều lượng tăng theo ngày không lâu sau chúng tôi trở thành những con nghiện nặng chưa hết Hùng gấu và tiến trồn còn lôi kéo tôi vào những cuộc chơi trác táng trong những quán đèn mờ, mời mọc nhan nhàn khắp nơi. Cũng phải nói rằng thành phố đang có những bước dài tiến hóa, dường như thành phố đã biến thành một công trường lớn, đầu đầu cũng tấp nập xây dựng, xây dựng và xây dựng. Người ta đua nhau xây nhà cửa, cái đó để ở, người ta đua nhau xây vũ trường nhà hàng, chỗ đó dành làm nơi đốt tiền. Ở những nơi này, bất kể ai bước chân vào đều được đón tiếp nồng hậu. Khách hàng của những chỗ này là ai? là vài vị hói đầu đạo mạo áo sơ mi trắng xóa cà vát thít gần nghẹn cổ và khoác bộ cầm lê cứng đơ nước hồ là mấy ông công chức tranh thủ giờ nghỉ trưa cái giờ dành cho giấc ngủ quá ngắn mà dành để uống ấm trà thì quá dài rồi cả quý tử của những người thừa thãi tiền bạc nhưng thiếu thời gian nhòm ngó bảo ban con cái chúng xả láng tiền của bố mẹ với tính toán duy nhất phải tiêu tiền thật nhanh để tiếp nhận đợt tiền mới thêm một loại khách hàng cũng đòi trên chân là bọn lưu manh chỉ vào đây tư cách chúng mới được đặt ngang hàng với những kẻ khác nghĩa là cũng có một em mắt xanh màu đỏ tận tình phục vụ các em chiều khách tới mức luôn dùng khăn lạnh lau mặt khi khách chưa kịp toát mồ hôi nhanh tay bật nút bia rượu khi khách chưa kịp yêu cầu lấy tấm tân ngọc ngà làm cái giá vị tay gác chân cho quý khách và quan trọng hơn các em sẵn sàng du hí nếu quý khách ngỏ lời trong chuyện này thì bản năng giống đực của thằng nào cũng giống nhau mà thôi. Một địa chỉ rất hấp dẫn chúng tôi là quán karaoke mang cái tên khá ấn tượng. Đến tận cùng, chủ quán là một phụ nữ khó xác định chính xác tuổi tác. Theo con mắt của tôi, nếu như cặp mông cặp vú chị ta không to quá, nếu tình hình chị ta không sổ xề quá, nếu bộ mặt chị ta không phì nộn quá, hẳn chị ta là một mỹ nữ chị ta có đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng lông mi dày cong sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi dài dặn vô cùng gợi cảm tất cả những thứ đó đều được bôi son chất vấn kỹ càng như ngầm khoe rằng ta đây đã từng có một nhan sắc mặn mòi nhưng chỉ dựa vào đó hẳn chị ta chẳng thể thu hút khách hàng nếu thiếu dàn tiếp viên trẻ đẹp họ ăn mặc những bộ váy áo khiến con gái nhà lành không dám liếc nhìn bởi nó quá ngắn ngủi quá mỏng manh trong quán lắp đặt rất nhiều bóng đèn, nhưng cường độ ánh sáng kém xa đom đóm. Và lẽ dĩ nhiên, không gian quán hàng luôn mờ mờ, ảo ảo. Hai điều hấp dẫn trên, cộng thêm cái tên quán như kích thích óc suy diễn của mọi người. Nên quán đến tận cùng, lúc nào cũng đông đặc khách. Họ luôn tranh giành phòng hát, giành giật tiếp viên. Vài vụ ẩu đà nhỏ đã xảy ra. Rất may. Chưa ai bị thương tích nặng, hay thiệt mạng, nếu không nhà hàng chắc chắn bị dẹp. Dùng dình tiền bạc, chúng tôi lao vào quán tắm gội trút bỏ bộ quần áo phủ kín bụi đường và khoác lên người bộ cánh thơm mùi nước hoa. Chân giận đôi giày da bóng lộn, đầu vút keo bọt bóng loáng, thuốc lá ngậm lệch mép, chúng tôi nghễu nghện keo tới quán đến tận cùng. Gặp khách quen, bà chủ quán đón chúng tôi với nụ cười thường trực trên môi. Nhiều khi tôi tự hỏi Lúc ngủ thì ta có cười như thế kia không nhỉ? Tiến trồn nhăn nhở ghé sát tay chủ quán gạ gẫm. Hôm nay bà chị đẹp quá. Liệu bà chị có thể ngồi tiếp thằng này thay cho mấy con kia không? Trước lời đề nghị khiếm nhã, chủ quán vẫn cười tươi roi rói. Thằng em ơi! Chị đây già rồi! Những cô em trẻ đẹp đang chờ đợi các em ở trong phòng. Nào, vào nhanh lên! Nói nhỏ nhé! Chị vừa nhầm về đợt tiếp viên mới, vô cùng bắt mắt toàn dân quê chính hiệu có đứa ngay hôm qua mới gột sạch vết bụt trên bắp chân đấy hùng gấu tròn tròn mắt nuốt nước bọt đường ngực nói to ngon lành thế ư ngon lành thế ư nó múa may hai bàn tay gọi ngay ra đây để thằng này kiểm tra chất lượng hàng hóa nhanh lên thong thả nào đâu khác có đó các em cứ vào phòng gọi đồ uống trước đi nếu không lát nữa bị người khác chiếm chỗ thì có tiếc cũng đã muộn Nói đoạn chị ta lấy hai bàn tay mụ mỉm lấp lánh nhẫn vàng đầy chúng tôi dễ như lùa kiều vào chuồng. Ngồi chưa ấm chỗ, cánh cửa phòng bật mở, một đàn bướm bướm bốn con bay lượn xung quanh chúng tôi. Một con khoang trắng đen, một con khoang trắng xanh, một con khoang trắng vàng và con cuối cùng khoang trắng đỏ. Tuy ánh nền mờ ảo nhưng cũng đủ thấy màu trắng là màu da thịt còn các màu khác là quần áo và tất nhiên là màu trắng chiếm gần hết thân hình bốn cô gái. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng, bốn cô gái nhảy phốc lên, ngồi chiếm trệ trên đùi. Lời lẽ của các cô sặc mùi nũng nịu. Cô khoang xanh trắng dí chai bia tận mồm hùng gấu. Nó tu ở ngực như một kẻ sắp chết khát. Hết bia, hùng gấu mút trùn trùn ngón tay cô gái khiến cô ta cười như nấc nẻ. Tiến trộn trả ơn cô khoang vàng trắng đã nhiệt tình lau mặt giúp nó bằng cách lấy lưỡi lau mặt cô ta. Cô khoang vàng trắng ngồi đờ đẫn, tay chân buông thẳng, hơi thở gấp gáp, Huy giả mò dù cô khoang đỏ trắng lần sau ghế salon từ bao giờ, thành ghế cao như bức tường ngăn cản tầm nhìn chúng tôi. Loáng thoáng trong tiếng nhạc mờ hết công suất là những tiếng thờ hồn hển đứt đoạn. Tôi vẫn ngồi im lìm theo dõi ca nhạc trên TV, trang thèm nhòm ngó cô khoang đen trắng bên cạnh. Không phải tôi không thích gần gũi con gái. Đơn giản vì tôi cho rằng cả bốn cặp cùng chơi một trò trong một căn phòng thì chẳng khác xúc vật là bao. Màn mơn trớn của mấy thằng kia đến hồi kết thúc. Chúng tôi lôi thốc mấy cô gái khuất sau những bức rèm che tường trong phòng kín như có gió lớn, những tấm rèm che tường phần phật tung bay. Kèm theo đó là tiếng người rên rỉ, tiếng da thịt cọ sát, tiếng xương khớp răng rắc. Rồi những tấm rèm cũng quay trở lại với chức năng của chúng. Gần như cùng lúc, Ba thằng kia xuất hiện trong trạng thái mỏi mệt nhưng thỏa mãn. Hùng gấu đứng trước mặt tôi, vừa kéo khóa quần vừa hỏi. Ơ kìa, sao chờ ra thế? Huy giả mò và tín trồn nhìn nhau cười tùm tìm. Súng ống của nó hoặc tắc đạn, hoặc hết đạn. Mặc kệ chúng nói, mắt tôi cứ chú mục lên màn hình tivi. Hùng gấu hăm hở hỏi. Mày chê thì để đấy tao sơi. Bật đèn lên thử xem mặt mũi của em này có ngon lành không? gian phòng sáng bừng dưới hai bóng đèn neon. Thột nhiên cô gái quăng đen trắng ngồi bên cạnh đưa hai bàn tay bưng kín mặt. Động tác dẫu nhanh, cũng không ngăn nổi những đường nét quen thuộc đập vào mắt tôi. Trời ơi là trời! Cái cúc! Xuyên chút nữa tôi đã kêu to. Tôi bàng hoàng đau đớn. Tại sao em gái của Hồng lại dấn thân vào cái nghề ô nhục này? Không khí lạnh tỏa đầy phòng, vậy mà tôi lại khó nhọc hít thở, đã sau tiến trồn hất hàm hỏi người quen cũ à tôi khe khẽ gật đầu cúc từ từ buông tay che mặt thái độ bình thản đến lạ kỳ từ tốn nói em và anh ấy là hàng xóm cũ tiến trồn cười sặc sụa ôi rồi ôi đồ chơi của cô em và nó cứ khác nhau là chơi được mày cơm mõm đi tao và chị gái nó là bạn thân tôi lượm tránh mặt tiến trồn thì đã sao? Tiến trồn vút má cô khoang vàng trắng nói. Nếu em có chị gái, anh sẽ ngủ với cả hai chị em cùng lúc nhỉ? Cô khoang vàng trắng nhăn nhở cười. Bố mày đã bảo mày cơm mõm cơ mà. Tôi điên tiết vùng đứng dậy. Mày là cái gì mà dám ra lệnh cho bố mày? Tiến trồn hung hăng đối đáp. Huy dào mò vội vàng căn ngăn cuộc chiến sắp nổ ra. Nó thuyết phục cả hai. Thôi đi nào, đừng với mấy con đàn bà mà đánh nhau sứt đầu mẹ trán. mất hết cả hoa à khí mất hết tình cảm anh em. Tôi khẽ kéo tay Cúc bảo, ta ra ngoài nói chuyện, kể mẹ mấy thằng điên ở lại đây. Cúc hơi ngần ngờ rồi gật đầu đồng ý. Chủ quán giang tay chặn chúng tôi ở cửa. Giờ làm việc, nhân viên không được phép rời quán. Tôi móc hết tiền chẵn và tiền lẻ quăng lên mặt quầy. Từng này đủ chưa? Chủ quán cười tít mắt, ấn sấp tiền vào cái ngăn kéo sâu hun hút nói. Được rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Chúng tôi sánh vai, lặng lẽ thả bộ trên vỉa hè cố giấu mình trong bóng tối bức tường chạy dài cảm xúc trong cuộc hội ngộ sao mà đắng ngăn ngắt cả hai đều không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu mãi sau cúc là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt nếu anh về quê chơi đừng kể với mọi người là đã gặp em trong cảnh ngộ này nhé liệu có giấu được mãi không hả cúc nghe nói dân làng mình ra thành phố tìm việc làm đông lắm biết đâu sẽ có người nào đó Cúc nhăn mặt gắt khẽ. Thì cứ giống được ngày nào đỡ nhục ngày đó. Tôi xoáy vào Cúc một cái nhìn nghiêm nghị. Đã biết nhục, sao em còn chọn cái nghề này? Cúc nhếch mép cười, ánh mắt loang loáng như thách thức, nhưng tôi nhìn rõ ngấn nước bên trong. Ôi trời, một câu hỏi quen thuộc và có nhiều phương án trả lời. Kìa Cúc, anh hỏi rất thật lòng, anh coi em như em gái vậy. Tôi thì em cũng trả lời thật lòng. Cúc nhún vai, tỏ vẻ bất cần, ở quê quá vất vả khổ sở nên em phải mò đến đây tìm việc làm này ông anh liệu có cái nghề nào dễ kiếm tiền lại nhàn hạ hơn cái nghề này nói xong cúc nghiêng đầu trúm chím cười như cô bé con nụ cười tắt cúc thoát biến thành một người đàn bà từng trải trái tim tôi đau thắt một cô gái quê vốn rất thuần lương chỉ sau một thời gian lên thành phố đã trở thành con người như thế này sao hình như có những người đã khóc lóc khi bán đi thứ quý giá của đàn bà nhưng cũng có không ít người cười cợt. Theo dõi từng nét biến đổi trên mặt tôi, Cúc thở dài. <laughs> Thực ra em cũng chẳng muốn xa chân vào cái nghề nhục nhã này đâu. Chỉ vì... vì... Thôi, em đừng nói nữa. Tôi cào cào ngắt lời Cúc. Đã vài lần tôi nghe những cô gái như Cúc thổ độ tâm tình và để biện minh cho sự xa đọa của mình. Họ đều đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, không? Em phải nói. Cúc quạc mắt. Anh đã thấy công việc ở nông thôn vất vả cực nhọc thế nào rồi đấy. Anh cũng thấy một hà thóc là bao nhiêu giọt mồ hôi rồi đấy. Thế mà cứ lên cơn thèm, bố em lại xúc thóc đi đổi rượu. Ông ấy uống trên miếng từ sáng đến tối. Đấy có phải nguyên nhân khiến em xa ngã không? Không, nhưng nó lại khiến em chán ngấy cuộc sống chân lấm tay bùn đến tận cổ. Rồi em đã ngu dại đâm đầu lên các thành phố chó chết này. Và... và anh biết rồi đấy. Anh thấy nhiều người ở quê lên đây đều kiếm cho mình một công việc lương thiện để làm mà. Thì trước đây em cũng có một công việc, công việc lương thiện đấy. Thế sao em lại bỏ? Chỉ tại cái con mẹ chủ quán phở nơi em rửa bát thuê anh ạ. Cúc vừa nói vừa bặm môi. Chả ý một tí là nó chửi con nhà quê này, con nhà quê nọ. Thấy em nhìn, nó lấn tới. Một hôm, bị nó ném cái bát sượt mặt, em điên tiết bèn trời lại, rồi dù chị Hồng bỏ việc luôn. Tự nhiên tôi quên khuấy việc tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng của Cúc. Tôi dồn dập hỏi Em, em vừa nói gì? Hồng cũng lên thành phố à? Hiện giờ Hồng ở đâu? Cúc mỉm cười Sao cuống lên thế hả ông anh? Đã nghe giả chuyện của em Sao lại chuyển hướng sang chị gái em nhanh như vậy? Từ từ rồi anh sẽ biết Chỉ nghĩ tới việc cô bạn cũ Đang bập bành trôi trong kiếp sống bệnh hoạn Là tôi đã thấy nát lòng, nát dạ Cần phải có chỗ Để chút nỗi muộn phiền này Đã có việc làm tử tế mà còn bỏ Tôi ngất gỏng giấy rách phải giữ lấy lề chứ. Cúc giật mình, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạc. Ok kìa, sao anh lại mắng em? Mà anh cũng nên bỏ cái giọng sặc mùi đạo đức ấy đi. Anh không mắng em, mà đang dạy bảo em. Vỡ vẩn. Nhìn lại mình đi ông anh. Anh làm gì có tư cách dạy đời em? Tôi thoáng trột dạ, đành giả vờ ngơ ngác. Em nói thế là có ý gì? Anh là dân nghiện ngập, cũng là căn bã xã hội như em thôi. Tôi đờ người ấy như bị điểm huyệt, quăng ra một câu hỏi nửa thật thà nửa ngu ngốc. Làm sao em biết? Cúc dịu giọng. <laughs> Ông anh yêu quý ơi, em có mấy con màn cặp kè với bọn nghiện, thằng nào cũng ra tái môi thâm như anh vậy. Chân tướng đã bài lộ, tôi còn dám trách móc ai, dạy dỗ ai. Thôi, đành lặng lẽ nghe Cúc làm nhảm, chửi rùa. Mấy con ấy đúng là một lũ lợn, lúc nào cũng âu yếm ôm mất mấy thằng nghiện, ngứa cả mắt lời cúc nói như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào nơi sâu kín trong tâm hồn tôi tuy nghiện ngập nhưng khi ai nhắc tới từ này với hàm ý coi thường thì tôi lại cảm thấy chạnh lòng tôi hăng hái chắc chắn chúng nó yêu nhau thì mới cặp với nhau anh chẳng hiểu gì cả cúc bĩ mồi. giữa chúng không hề có tình yêu chỉ có sự lợi dụng lợi dụng khỉ ạ à, bọn nghiện nó khôn lắm Chúng nó không phải đi cắp, nhưng hàng ngày vẫn có đàn bà cung phụng tiền để chúng trích hút, thỉnh thoảng là được cưỡi lên bụng đàn bà mà không mất tiền. Xu thế chung của giới nghiện ngập thời nay đấy anh ạ. À. Giờ thì tôi đã vỡ ra nhiều điều. Tôi hoảng sợ trước viễn cảnh một ngày nào đó phải giúp vào háng đàn bà để kiếm chút thuốc. Quả là nỗi nhục nhân đôi. Tôi bàng hoàng không dám hình dung tiếp. Cúc vỗ vai tôi từ giã. Ông anh láng giềng này. Khuya lắm rồi, em phải về quán đây. Còn anh, tôi như sực tỉnh khỏi cơn mê để anh đưa em về tận quán đừng phô vắng vẻ quá cúc cười tùm tìm lắc đầu khỏi cần tiền bạc và nữ trang em để hết ở quán chẳng thằng nào thèm đụng chạm vào cái thân xác sắp mục ruỗng này đâu em đừng nói bệnh tôi nghiêm khắc trách không nên em con người mình và tiền bạc ra để cân đong đo đếm cúc cảm động rơm rớm nước mắt nói cảm ơn anh em biết tự lo cho mình chẳng gì em cũng lăn lộn ở thành phố này cả năm rồi nhưng Cúc từ chối lời đề nghị bằng cách vẫy nhảy bàn tay xinh xinh. Một chiếc xe ôm dừng lại. Cúc tót lên đệm sau. Tiếng máy nổ giòn giã đưa Cúc lao vù vào màn đêm thăm thẳm. Trước khi khuất dạng, Cúc quay lại cười thật tươi, thay lời tạm biệt. Một ánh đèn cao áp, len qua tán lá rậm rạp, dọi đúng vào mặt Cúc. Tôi sững sờ khi thấy hai giọt nước mắt ứa ra từ hai khóe mắt em hai giọt nước mắt bắt đánh đèn bỗng chốc long lanh óng ánh như hai hạt kim cương tôi không thể ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập hai của bão trong cuộc đời rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập ba còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc